Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một trụ thạch anh phớt hồng được mài từ dòng thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên phớt hồng quý vị nhé. Đây nó có những cái đường dạn của đá này. Đường dạng và thớ đá hoàn toàn là tự nhiên thiên nhiên. Soi đèn quý vị thấy này. Thông đèn rất kỳ là tốt. Trụ này nó có chiều cao của đá là 24 kg, 24 cm, xin lỗi quý vị, 24 cm, và bề ngang ở điểm rộng nhất này nó là 13 cm. Tổng khối lượng của đá nặng là 4,3 kg. Và hiện cái trụ thạch anh hồng này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 800.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm làng thạch anh hồng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, không hề nhuộm màu, không hề xử lý, chất đá hoàn toàn là thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ đâu, nếu phát hiện không đúng tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định. Tất cả các trung tâm kiểm định đá quý trong nước và ngoài nước, quý vị nếu không tin tưởng có thể gửi kiểm định. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Về giao dịch mua hàng bên tôi thì có hai hình thức, một là chuyển khoản trước và hai là nhận hàng thu tiền. Nếu chuyển khoản trước thì quý vị sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý khi mua hàng đó là dù chuyển khoản trước hay thu hộ thì quý vị cũng lưu ý đó là kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Tránh trường hợp đó là khi mà bưu tá không có mặt ở đó quý vị mới bỏ hàng ra và khiếu nại lại là hàng không đúng, hàng bị vỡ, bị gãy, lúc đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Nên quý vị lưu ý đó là kiểm tra hàng trước mặt bưu tá trước khi nhận hàng hộ cho tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Kênh Đá Phong Thủy thì thường xuyên có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nếu có nhu cầu mua hàng thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.